trong quan điểm tâm linh và triết mỹ phương Đông, gà biểu tượng cho những phẩm chất khí tiết của người quân tử. Gà cất tiếng gầy vang gọi bình minh, xua tan đêm tối, nên gà còn có tính tượng trưng cho thiền mỹ nhân sinh và sự vận hành của thời gian vũ trụ. Hình tượng gà vì thế xuất hiện nhiều trong đời sống mỹ thuật của con người. Trong mỹ thuật cổ Việt Nam, hình tượng gà sớm được phản ánh qua tượng đất nung và những tác phẩm điêu khắc bằng đồng vào thời Đông Sơn. Điều này chứng tỏ rằng gà là một trong những vật nuôi xuất hiện rất sớm và gần gũi với con người. Đây là chiếc ẩm đồng hình con gà có từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba. Gà đồng thời Đông Sơn. Trong tranh dân gian Việt Nam, với dòng tranh Đông Hồ ở Bắc Ninh và tranh Làng Sinh ở Thừa Thiên Huế đều có hình tượng gà. Trong tranh dân gian Đông Hồ, đó là hình gà trống hỏa rồng, gà già xương và gà vinh hoa phú quý. Trong quan điểm của người phương Đông, gà trống là dương tính, là biểu hiện của ánh sáng mặt trời. Ngoài ý nghĩa các tiếng gảy vang làm ma quỷ khiếp sợ, gà còn là biểu tượng của thân hồn mình diệt trừ cái xấu, cái ác. Gà là biểu tượng của nền văn minh là lúa nước, và cái biểu tượng lớn nhất của nó vẫn là cái tinh thần của phương Đông, và những đức tính của con gà là phù hợp với những cái giáo lý của Nho giáo về năm cái biểu tượng của nó. Cái gà thì gáy đúng giờ tính, con gà trống có màu đỏ biểu hiện cho cái sự vươn tới khát khao của hình tượng tượng trưng con văn. Hà gà có cửa biểu hiện cho là vũ, và gà dũng cảm bảo vệ bầy đàn là biểu hiện cho dũng. Rồi gà có mồi thì gọi bầy đàn để ăn, biểu cho nhân, tức là cái biểu tượng cái ngũ đức đấy đã biểu hiện cho một cái hình ảnh tượng trưng rất lớn rồi. Và cùng với nó là nền văn minh lúa nước, cùng với nó là cái biểu tượng của văn hóa phương Đông và văn hóa Việt. Nhìn những bức tranh dân gian về gà, chúng ta có thể nhận thấy người dân Việt xưa đã gửi gắm những ước mơ, khát vọng về đời sống. Đó là một cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cái sum vầy, no ấm. Gà còn gắn liền với hình ảnh em bé mang ước mơ học hành, đỗ đạt thành tài, mang vinh hoa phú quý về cho làng xã, cho gia đình. Đó cũng là ước mơ học hành, đỗ đạt của người xưa. Ở Huế, gà xuất hiện trong bộ tranh 12 con giáp của dòng tranh dân gian Làng Sình. Người nghệ nhân đã tạo hình gà vô cùng mộc mạc bằng đường nét khắc nổi trên gỗ, rồi bôi màu và in lên giấy, sau đó tô màu. Đó là hình ảnh chú gà trống mập mạp, mạnh khỏe, có đôi chân cứng và cải mao đỏ tươi. Là chủ đạo của tranh Làng Sình này á, thì gồm có 5 màu chủ đạo, nghĩa là xanh, đỏ, vàng, tím và cam. Thì 5 màu đó là theo như truyền thuyết là gọi là đại diện cho ngũ hành tinh. 5 màu là ngũ hành tinh, là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thì là tất cả trong các cái loại tranh Làng Sình này là chỉ có một loại tranh là phải đầy đủ 5 màu. Cái màu này á thì không bắt buộc, nghĩa là tranh Làng Sình này á, là tô màu theo sự cảm hứng, nghĩa là cô giống như con người mình vậy,
Người á, có người thì mặc áo đen, có người mặc áo đỏ, có người thì mặc áo vàng. Cái đó là cái tô màu là tùy theo cảm hứng của từng người. Năm nay Đinh Dậu, năm con gà, nên nghệ nhân Kỳ Hữu Phước còn in riêng nhiều tranh gà. Ông là người cả một đời gắn bó với nghề tranh mộc bản Lạc Sình. Trong nét vẽ hình theo con giáp của từng năm, ông luôn gửi gắm vào đó tâm tư, lời cầu nguyện của mình. Với người dân quê lao động chân chất, lời nguyện cầu luôn là đời sống ấm no, hạnh phúc. Năm 2017 này là năm Đinh Dậu. Đây là con gà, cái hình tượng con gà là năm Đinh Dậu. Thế là cái mong muốn á, thì đầu năm cho đến cuối năm là năm con gà, gà trống gãy cho thật to. Đó. Rồi ăn cho no cho mập. Thì là giống con người mình vẫn cầu nguyện như vậy. Cầu nguyện là sao, là con người có tiếng nói cho chính xác. Rồi á, ăn no ngủ kỹ. Con gà, con vật bên chị ấy, cứ ngờ chỉ xuất hiện ở dân gian. Thế nhưng gà cũng đã xuất hiện trong kiến trúc cung đình Huế. Lăng Đồng Khánh, ngôi lăng với kiểu trang trí độc đáo bằng hình đất nung, có đầy đủ hình dạng của nhiều loài gà, từ gà nuôi ở nhà cho đến gà rừng, gà ri. Gà ở đây cũng xuất hiện cỏ đôi, cỏ cặp, cỏ trống, cỏ mái. Đó là những con gà mập mạp, có bộ lông đẹp, xuất hiện trong nhiều dạng vẻ. Từ lâu thì con gà đã trở thành một biểu tượng trong mỹ thuật, không chỉ trong dân gian, cả cung đình. Với hình tượng gà trống là biểu hiện cho ngũ đức, biểu hiện cho cái tổ chất của người quân tử. Từ rất lâu, từ văn học, nghệ thuật và các hình tượng dân gian, tranh đồng hồ, tranh hàng trống và tranh gian Lạc Sình. Và chính vì vậy mà việc hình tượng con gà xuất hiện trong các cái trang trí ô học ở cung đình thời Nguyễn là điều tất yếu. Và tất nhiên là trong một giai đoạn mà khi mà triều đình có những cái sự mở ra trong cái việc mà thể hiện các đề tài dân gian và đưa văn hóa và bên ngoài vào trong cung đình ấy, thì lúc này yếu tố dân gian nó xuất hiện nhiều hơn. Đó là lý do tại sao hình tượng con gà xuất hiện trong cung đình ấy, nó không mang một cái thuộc tính quá chặt chẽ hàn lâm, mà nó xuất hiện từ các chất liệu mà rất đời thường dân gian, như là khảm thạch sứ, như nề hòa, như là đất nung, và trên cả cái các loài tranh tường cũng xuất hiện cái hình tượng gà. Và tại điện Hương Hy thì rất độc đáo là gà được thể hiện trên đất nung. Đây là những cái tấm pano được đúc sẵn và được thể hiện hình tượng như là gà trống mái, gà ri, gà rừng, rồi là kết hợp với hoa mẫu đơn, thì các cái biểu tượng mang thành phương Đông rất rõ nét. Và cái yếu tố tạo hình của gà thì hết sức đời thường và dân dã, và nó tạo ra một cảm giác gần gũi thực sự trong cái trang trí. Cửa Chương Đức, một cảnh cổng đẹp dẫn vào hoàng cung với hàng trăm ô hộc trang trí bằng ghép sanh sứ, là đỉnh cao của nghệ thuật ghép sanh sứ thời Khải Định. Hãy cùng ngắm nhìn đôi gà trống được đắp khảm sanh sứ, màu sắc thật lộng lẫy, mang vẻ đẹp rực rỡ, sống động. Hay đây là hình ảnh chú gà trống được đặt ở vị trí trung tâm của cổng sau dẫn vào thể miếu. Người nghệ nhân xưa đã tạo hình chú gà trống này thật sinh động, đầu ngẩng cao, vươn ra ngoài ô hộc trang trí. Vẫn là một chú gà khỏe mạnh, vững chãi. Đặc biệt, hình tượng gà còn xuất hiện ở cựu đình
là một trong số 162 hình ảnh chọn lọc nhất của cả nước được khắc lên đỉnh đồng, một biểu tượng của quyền lực và sức mạnh của triều Nguyễn. Hình ảnh chú gà trống ở chiếc đỉnh này được tạo hình thật sống động, mạnh khỏe, tràn đầy sức sống. Tất cả những hình tượng được chọn trên cửu đỉnh đều được chọn lọc rất kỹ trong cả cái hình ảnh của núi sông đất nước, vũ trụ tinh tú và các con vật. Nhưng mà cái đặc sắc nhất của cả hình tượng phù điêu này là chỗ là không chỉ chọn lựa rất kỹ càng mà cái bố cục tạo hình còn rất là đặc biệt. Ở đây có thể là nó tạo ra rất nhiều lớp về không gian, cái biểu tượng của đất. Cái hoa màu gà này cũng là cả lớp và hình tượng gà nổi bật nhất trên cái phù điêu này. Và không chỉ như vậy còn diễn tả từng chi tiết một, cái mạng lớn, mạng bé, chi tiết từng diễn tả từng cái đợt sóng của đuôi, của là cánh và cái đầu nghiêng lại, nó tạo ra một cái hình ảnh rất sống động. Phải nói rằng là người nghệ nhân lúc lên những cửu đỉnh của dưới thơ minh mạng đã họ làm được những cái việc mà không chỉ là quá xuất sắc về mặt kỹ thuật chất liệu mà rất nghiên cứu rất kỹ về mặt tạo hình để làm sao đưa được hình ảnh đó vào không chỉ là cái nhìn thông thường mà vào trái tim và vào cái biểu hiện cái chiều sâu của văn hóa, thì cái mỹ cảm, cả cái gửi gắm, cái khát khao tâm linh trong này. Từ trong dân gian đến cung đình, ở đâu hình tượng gà cũng xuất hiện thật bình dị, chân thật và chứa đựng khát vọng về ấm no hạnh phúc. Tiếng gà gáy đã đi vào thơ ca, nhạc hòa với những cảm xúc về làng quê thương nhớ. Mọi thời ở trong ngày, tiếng gà gáy sáng, tiếng gà trưa đều gợi sự bình yên. Không chỉ gợi sự no ấm, tiếng gà gáy còn biểu tượng cho hòa bình. Đất nước với bao năm chiến tranh, có những tiếng gà vừa qua bom đạn cất tiếng vang lên, tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho người chiến sĩ. Chào mừng năm mới Đinh Dậu.